Ok, bây giờ hướng dẫn bạn sao để tháo cái bộ phận này ra nha. Thì bây giờ ông technician ông sẽ hướng dẫn bạn nha. Rồi. Thì từ cái chỗ này á mình đẩy ra, đó rất dễ dàng thôi. Nhưng mà khi đẩy ra đó nhớ cẩn thận để giữ lại cái lò xo. Tại vì mình sẽ dùng cái lò xo mà để che lại cái gì ở đây nha, dưới cho nó khỏi bị rớt xuống. Rồi đó, lấy cái lò xo ra, mình sẽ dùng cái lò xo nó vào cái mới thì cũng để vào cái ở giữa của nó để sát vào. Xong rồi đó thì mình mới để vào thì cái phía đầu này á mình để vào trước nha. Rồi cái tới cái chỗ lò xo này để vào cái vị trí của nó. Rồi bên này á mình với là đẩy vào cái mức của nó, cái lỗ nhỏ nhỏ đó. Từ đó á thì chắc có lẽ bạn phải dùng hai tay, hai finger mới đẩy vào đó. That's it.